Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là mình làm món chân gà ngâm xả tắc. Đây là món ăn vặt rất thích hợp để nhâm nhi cùng bạn bè và gia đình nè. Và bây giờ thì mình cùng vào bếp để xem món này làm như thế nào nha. Nguyên liệu hôm nay là mình đã chuẩn bị sẵn là 600g này là gà, chân gà rút xương sẵn nè các bạn. Mình đã mua về và mình rửa sạch qua với nước muối và giấm với chanh nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ có tắc nha, tắc này là khoảng 200g nè và ớt, xả. Và hôm nay là mình sẽ ngâm chân gà ngâm xả tắc với lại là xoài nha các bạn. Xoài này mình đã sắc sẵn nha. Và mình có chai giấm này để mình làm nè. Trước tiên là mình sẽ cắt cái phần xả này nha. Mình cắt một vài khúc để mà mình luộc chung với chân gà cho thơm trước đã. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nồi nước, mình sẽ cho chân gà vào mình luộc nha. Để cái luộc chân gà mà giúp cho chân gà nó trắng á, thì mình sẽ bỏ một ít giấm vào nè. Và mình cho một ít xả vào luôn để cho thơm. Chân gà mình luộc là tính từ cái thời điểm mà nước nó sôi lên á, các bạn luộc khoảng 6 đến 7 phút nha. Đừng luộc lâu quá thì chân gà nó sẽ dễ bị bủng á. Sau khi mình luộc xong á, là các bạn sẽ thả chân gà vào cái tô nước đá lạnh á, để chân gà nó sẽ không có bị đen và nó sẽ giữ cái độ giòn. Rồi mình sẽ để chân gà đây và mình sẽ đi làm cái nước để mà mình ngâm chân gà nha các bạn. Nước á, thì mình sẽ có là 1 lít nước nè và mình sẽ cho thêm là 100ml giấm nha. Và 200ml nước mắm nè. Mình cho vào, sau đó mình nấu lên và mình sẽ cho tiếp là 200g đường vào để mình nấu chung nha các bạn. Rồi mình nấu cho nó tan hết đường và mình vớt bớt bọt ra nha. Sau đó mình tắt bếp, mình để nguội nè. Trong thời gian mình chờ nguội thì mình sẽ đi sắc xả. Xả thì mình sẽ sắc từng miếng, như từng lát như thế này nè các bạn. Cái xả cây này mình làm khoảng là 7-8 cây á các bạn. Rất là thơm á. Xả này mình bỏ vào chân gà là cực kỳ thơm nha. Tắc thì mình cũng sẽ sắc thành từng lát như thế này nè các bạn. Sau đó mình sẽ bỏ hết phần hột ra nha. Cái hạt á nó rất là dễ bị đắng ở chân gà đó. Mình muốn để mà mình ngâm nó được lâu á thì mình bỏ hạt ra. Rồi ớt á thì mình sẽ chẻ ra làm đôi nha các bạn. Sau đó thì mình bỏ đi hết cái phần hạt á. Rồi mình sẽ sắc thành từng lát để mình để vào luôn nè. Tùy theo các bạn thích ăn cay thì mình chọn nhiều ớt hơn. Ớt này các bạn, ớt mình bỏ phần hạt này là cái ớt nó ít cay á các bạn. Còn mình bỏ thêm một vài trái ớt cay vào. Rồi tiếp theo là mình làm nước chấm nha. Cái muối này là mình cho khoảng 2 muỗng cà phê thôi các bạn. Tại vì mình cái muỗng mình nhỏ á, mình làm 3 muỗng nhưng mà nó tương đương với 2 muỗng cà phê thôi. Và 2 muỗng đường nha. 2 đến 3 muỗng đường tùy theo các bạn á. Và mình cho thêm là 1 muỗng hạt tiêu nè. Tiêu này tiêu đã xay sẵn rồi. Và mình cắt ớt mình thả vào. Tùy các bạn muốn ăn cay nhiều thì mình cho ớt nhiều nè. Sau đó mình giã lên ha. Mình cứ đâm nhuyễn ra. Đó, mình chỉ làm vậy thôi. Sau đó là mình cho thêm, mình dắt cái phần tắc mình cho vào là mình ăn được các bạn. Tại vì thật ra cái chân gà nó cũng đã vừa ăn rồi, mà mình cho, mình có thêm miếng nước chấm cho nó đậm đà. Rồi bây giờ nước ngâm chân gà nó đã nguội rồi á, thì mình sẽ vớt cái chân gà ra, mình cho vào cái xả tắc ớt này mình là cắt sẵn rồi nè. Mình vớt ra cho vào nha. Rồi các bạn sắp nó lên nè. Tiếp theo là mình sẽ cho luôn cái xoài mình đã để sẵn vào. Xoài này á các bạn, là mình làm cái xoài keo á, nó chua chua ngọt ngọt, ăn nó ngon lắm á các bạn. Rồi mình trộn lên ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái phần nước ngâm vào nha, nước mắm ngâm vào nè. Để cho cái món mà chân gà này nó không có bị đắng á các bạn. Các bạn khi mà mình làm cái nước tắc á, các bạn phải lấy sạch cái phần hạt á, thì khi mình ngâm mình để lâu cỡ nào nó cũng không đắng á. Chứ còn nếu các bạn mà còn để hạt á là rất là đắng luôn nha.
Rồi bây giờ chân gà này mình cho nước ngâm vào rồi nè ha. Cái xong rồi các bạn có thể trộn lên chút xíu nè. Rồi các bạn đĩa ngâm vậy nè, các bạn sẽ một là các bạn đĩa vào ngăn mát tủ lạnh á, thì mình đĩa chừng khoảng 1-2 tiếng là mình ăn được rồi các bạn. Và mình sẽ bảo quản ở trong tủ lạnh là chừng khoảng là 3-5 ngày thôi là mình ăn nó còn có độ giòn mà nó ngon. Đừng có để lâu quá nha các bạn, vì khi mình đĩa mình lâu quá nó sẽ rất là dễ lên men á, mình ăn nó sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Rồi đây là chân gà mình đã ngâm hơn 1 tiếng rồi nè các bạn. Mình thấy nó có độ lạnh rồi nha. Lên màu là nhìn thấy nó cũng rất là đẹp nè. Với cách ngâm chân gà như thế này á, thì chân gà nó lên màu rất là đẹp nè, bắt mắt nè. Và cái khi mà các bạn ăn chân gà đó thì nó sẽ giòn sần sật, nó có vị chua cay cùng với cái mùi thơm của xả tắc á, nó hòa quyện với nhau, nó rất là ngon và cuốn hút nha các bạn. Chân gà rút xương này là các bạn nên chọn ở những cửa hàng uy tín mình mua thì nó sẽ đảm bảo hơn. Và chân gà nó được sạch sẽ nè. Món chân gà sốt thái trộn cốc xanh. Món này thì ăn rất là ngon và được nhiều bạn trẻ ưa thích. Vậy thì bây giờ mình cùng vào bếp để xem cách nấu món này như thế nào nha. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn như sau. Đầu tiên là mình có 500g chân gà. Chân gà này là mình mua ở siêu thị nha các bạn. Và mình đã rửa sạch qua với nước muối. Và sả mình đã sắc sẵn. Sả thì sẽ giúp cho chân gà sẽ thơm ngon hơn. Và tỏi xay nhuyễn để phi thơm. Cốc xanh mình đã chẻ sẵn. Và 10 trái tắc, 5-6 trái ớt và ớt bột Hàn Quốc để cho giúp cho chân gà nó sẽ có màu đẹp. Và dầu hào để làm nước sốt. Tiếp theo thì chân gà mình sẽ chặt làm đôi nha. Chân gà mình chặt như thế này nè, khi mình trộn mình ăn thì nó sẽ tiện hơn. Xem video nếu các bạn yêu thích thì các bạn cho mình một like nha. Và nếu các bạn thấy hữu ích thì các bạn đăng ký ủng hộ kênh của mình. Tiếp theo chân gà mình sẽ đem đi luộc nha. Khi luộc chân gà, giúp cho chân gà không bị tanh thì mình sẽ cho một ít sả vào. Sau đó mình cho một muỗng cà phê muối và khoảng 1-2 muỗng giấm thì sẽ giúp cho chân gà sẽ thơm và sẽ không có mùi tanh. Chân gà mình sẽ luộc bằng nước sôi cho nhanh nha các bạn. Thời gian luộc chân gà là khoảng 10-12 phút. Mình sẽ để lửa ở mức lớn nha các bạn. Thời gian chờ luộc chân gà, mình sẽ làm một số gia vị để mình sốt thái nha. Tắc thì mình sẽ cắt một nửa làm đôi để mình sẽ lấy nước cốt tắc. Tắc mình lược bỏ phần hột để không bị đắng nha. Phần còn lại mình sẽ sắc mỏng như thế này nè, sau đó mình cũng bỏ phần hột và lát nữa mình sẽ trộn chung với chân gà. Món chân gà trộn cốc này á, các bạn có thể làm và mình để vào ngăn mát tủ lạnh thì mình sẽ ăn trong khoảng 3-5 ngày được nha các bạn. Ớt mình sẽ sắc khoanh. Các bạn không ăn cay thì mình để ít ớt lại nha. Chân gà của mình là mình cũng luộc được 12 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt chân gà ra nha. Chân gà mình vớt ra xong mình sẽ ngâm vào nước đá lạnh nè các bạn, để giúp cho chân gà sẽ không có bị đen và chân gà nó sẽ giữ được cái độ giòn. Chân gà mình ngâm nước đá lạnh 10 phút. Trong thời gian chờ ngâm chân gà thì mình sẽ làm nước sốt thái. Để làm nước sốt này thì mình sẽ cho một ít dầu vào. Dầu nóng lên mình sẽ cho hành tỏi vào để phi thơm. Hành tỏi ngã sang màu vàng, mình sẽ cho 3 muỗng nước mắm vào. Cho 1 muỗng ớt bột Hàn Quốc vào. 70ml nước lọc. 1 muỗng tương ớt. 4 muỗng canh đường. 2 muỗng hạt nêm, muỗng ăn sữa chua nha các bạn. 1 muỗng dầu hào. Rồi sau đó mình nấu nước sốt. Khi mình thấy nước sốt sánh lại thì mình sẽ tắt bếp. Bây giờ nước sốt nguội rồi, mình sẽ cho nước cốt tắc vào nha. Cho chân gà vào cái thau này nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho cốc tắc và sả ớt vào luôn.
Tiếp theo mình sẽ cho nước sốt thái lên. Khi các bạn làm nước sốt thái như thế này thì mình ăn chân gà nó rất là đậm đà. Bây giờ mình sẽ trộn chân gà cho thấm đều các gia vị và nước sốt nha. Chân gà món này thì các bạn trẻ rất là ưa thích, và các anh thì dùng món này để lai rai vài lon, nên món này là không bao giờ hết hot đó các bạn. Món chân gà thì mình làm ở nhà ăn rất là hợp vệ sinh mà đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Các nguyên liệu thì rất là dễ kiếm. Chân gà bây giờ thì trong siêu thị bán rất là nhiều, cóc và như sả, chanh, nộ là rất là nhiều luôn á các bạn. Sau khi trộn chân gà xong thì các bạn mang ra dùng luôn cũng được, hoặc là các bạn có thể để khoảng 1 tiếng là mình dùng nó sẽ thấm hơn, hoặc là mình có thể để trong ngăn mát tủ lạnh, mình ăn dần trong vòng 3 ngày. Nhà mình vừa làm xong thì khoảng 1 tiếng là mình mang ra ăn được rồi các bạn. Tại vì món này khi mà mình làm xong rồi là mình rất là thích ăn, cho nên là mình phải ăn liền luôn. Chân gà này mình để được 1 tiếng rồi nè các bạn. Các bạn nhìn thấy là chân gà là rất thấm rồi. Bây giờ là thấy chuyển sang cái màu vàng rất là đẹp nè. Các ớt và sả cũng như là tắc và cóc nó thấm vào hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ múc ra đĩa để mình thưởng thức nha. Chân gà là giòn lắm luôn các bạn. Và ăn thì nó có vị là chua chua, ngọt ngọt và hơi cay á các bạn. Món này thì mình làm hơi cay thì ăn nó sẽ là ngon hơn so với mà mình làm không cay nha các bạn. Chân gà ủ muối rất là thơm ngon, với cái cách làm rất hết sức đơn giản. Và mình có một cái món ăn là vừa đậm chất dân quê và tươi ngon giòn sần sặc nè các bạn. Vậy thì bây giờ mình cùng vào bếp để xem món này mình nấu như thế nào nha. Nguyên liệu là hôm nay mình đã chuẩn bị tất cả như sau. Đầu tiên là mình có 1 kg chân gà nè các bạn. Chân gà này mình đã rửa sạch qua với lại giấm và muối các bạn, nên là rất là trắng luôn nè và rất là sạch nha. Chân gà thì mình đã cắt lấy cái phần bỏ cái phần móng rồi các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ có những cái gia vị mà để mình làm cái món chân gà ủ muối này nè. Đường là mình đã chuẩn bị 50g đường nè. 1 muỗng cà phê hạt tiêu đã xay sẵn, 1 muỗng muối ớt. Và mình có là quế cây nè các bạn, và hoa hồi nha. Hai cái này thì nó sẽ tạo mùi thơm nè. 2 muỗng muối iốt và 2 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng bột ngọt. Và mình có thêm là cái phần nghệ mình đã băm nhuyễn nha các bạn. Ngoài ra thì sẽ có là lá chanh và sả cay để tạo lên cái mùi thơm. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái thau như thế này, mình sẽ cho chân gà vào nha. Rồi tiếp theo mình cho những cái gia vị mình đã chuẩn bị sẵn vào để mình sẽ ủ chân gà nè. Rồi cái phần hoa hồi với lại là quế cây các bạn là mình sẽ bóp ra để cho nó nhanh dậy mùi thơm. Và sau đó mình sẽ trộn chân gà để cho thấm vào gia vị. Rồi sau khi mình trộn đều hết gia vị rồi, mình sẽ cho khoảng 1 lít nước vào để mình sẽ ngâm chân gà, mình ủ chân gà khoảng chừng 2 tiếng. Các bạn nếu mà muốn ăn đậm đà hơn thì mình có thể là ủ chân gà khoảng 3 đến 4 tiếng. Nhưng mình thì mình chỉ ủ 2 tiếng thôi là mình nấu là nó cũng vừa ăn rồi đó các bạn. Rồi đây chân gà mình cũng đã ủ được 2 tiếng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt chân gà ra nha. Và mình sẽ cho cái nước ủ này nè, mình sẽ bắt lên bếp và mình luộc chân gà.
mình cho luôn cái phần sả cay mình đã chuẩn bị sẵn vào luôn nha. Mình sắc ra từng khúc như thế này nè các bạn. Để cho chân gà nó có lên màu đẹp á, thì mình sẽ cho khoảng một muỗng dầu ăn vào. Sau đó mình cho một ít nghệ tươi mà mình đã đâm nhuyễn nè mình vào để mình phi thơm. Thì khi mà mình luộc cái chân gà đó thì nó sẽ lên màu vàng đẹp nha. Rồi mình cho cái nước ủ gà vào á các bạn, để mình nấu cho nó sôi lên nha. Rồi nước này nó sôi lên rồi, các bạn sẽ cho gà vào nha để mình luộc. Và mình sẽ sắc lá chanh thành từng miếng nhỏ như này nè các bạn, để lát nữa mình luộc gà cho nó thơm nè. Gà mình luộc khoảng chừng là 5 đến 7 phút nha các bạn. Trong quá trình mình luộc á, nếu mà trường hợp nó có cái bọt này nè, các bạn sẽ vớt ra nha. Vớt bọt ra để cho khi mà mình luộc gà đó thì cái da của gà đó nó sẽ nhìn nó sẽ trong và nó sẽ có lên màu rất là đẹp luôn á các bạn. Gà này mình cũng luộc gần 7 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha và mình sẽ đổ chân gà ra nè. Các bạn có thể là mình cho chân gà vào cái thau nước đá cũng được, nhưng mà mình á thì mình thích để chân gà nó ra như thế này nè, thì nó sẽ giữ được cái vị muối cũng như là một số cái mùi thơm của sả, của lá chanh cộng với lại là của hoa hồi, quế cây á, thì nó sẽ thơm ngon hơn là mình thả vào nước đá nha các bạn. Và mình cứ thế thì mình để nguội, sau đó thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh cũng được và mình sẽ dùng lần thôi. Đó, như mình ở đây giờ là đang nóng nè. Mình cứ để như thế này nè. Các bạn nào mà muốn ăn lạnh thì mình cứ cho vào tủ lạnh và mình mang ra mình chấm muối ớt là được à. Rồi cái phần chân gà này là mình để nó cũng vào ngăn mát tủ lạnh khoảng hơn nửa tiếng rồi, nó cũng lạnh lạnh rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mang ra mình chấm với muối ớt đỏ của mình nha. Muối ớt đỏ này thì mình mua ở siêu thị thôi các bạn, nhưng mà ăn cũng rất là ngon luôn, hoặc là các bạn có thể làm nước muối chấm cũng được. Chân gà ủ muối thì món cũng đang hot trên mạng xã hội các bạn. Mọi người là ai cũng thi nhau làm món chân gà này nè các bạn, mà ăn nó ngon thiệt nha. Nó giòn sừng sực nè. Khi mà cái chân gà ủ muối á các bạn, khi mà mình ăn á thì ở trong cái da trong chân gà đó nó sẽ có cái màu đỏ nha. Ăn thì nó vừa mặn mặn mà nó rất là giòn và nó ngọt nữa. Thì cái món này là làm món nhậu cũng là số dách luôn. Chân gà hấp muối. Đây là món ăn cũ nhưng với cách làm mới tạo nên một món ăn rất là ngon, với vị mặn của muối và mùi thơm của sả và chanh, nó tạo nên một cái món ăn đồng quê các bạn. Vậy thì bây giờ mình cùng vào bếp để xem món này mình làm như thế nào nha. Để làm món này thì hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu như sau. Đầu tiên là mình sẽ có là nửa ký chân gà rút xương nha các bạn. Chân gà này mình mua ở siêu thị rút sẵn luôn á các bạn. Sau đó mình mang về mình sẽ rửa qua với chanh và giấm cho nó khử đi cái mùi tanh nha các bạn. Nè các bạn nhìn thấy chân gà rút xương nè các bạn thấy không? Nè rút rất là sạch luôn mà khi mà mình rửa qua với cái chanh đó thì cái chân gà nó rất là trắng nè. Và nó không còn cái mùi tanh đó các bạn. Và lá chanh với lại sả nha các bạn. Sả thì mình cắt khúc như thế này nè, lá chanh thì lát nữa mình cắt vào. Mình có là 250g muối. Muối này là muối hột nha. Nghệ tươi đã đâm nhuyễn. Và một ít ớt sắc, quế cây. Quế cây này rất là thơm nha các bạn. Và 3 trái tắc. Nguyên liệu không thể thiếu đó là mình sẽ có thêm là cái nước muối chấm hải sản này nè các bạn. Mình chấm rất là ngon nha. Nhưng mà lát nữa mình sẽ pha thêm và với lại chanh đó các bạn. Và một số gia vị thông thường trong nhà bếp. Rồi bây giờ mình sẽ mang chân gà ra mình trụng sơ trước qua nha. Để trụng chân gà thì các bạn sẽ cho là một ít nghệ vào luôn các bạn. Sau đó thì mình sẽ trái tắc các bạn cho vào luôn nè.
Đó, sau đó các bạn sẽ bóp chân gà mình trộn lên nha. Để cho cái nghệ nó cũng thấm vào cái chân gà các bạn. Để cho chân gà lát nữa mình hấp muối nó có cái màu lên đẹp nha. Và cho nước sôi vào để mình trần qua chân gà. Đó, các bạn cho nước sôi vào như thế này nè. Sau đó thì mình sẽ trụng nha, mình vớt ra liền nha các bạn, không cần để chín quá đâu. Đó, nó sẽ khử bớt đi cái mùi tanh luôn á các bạn. Rồi bây giờ như vậy mình vớt ra được rồi nè các bạn. Rồi sau khi mình trần chân gà qua nước sôi rồi thì các bạn để ráo nước. Sau đó thì mình sẽ ướp chân gà qua nghệ nữa nha các bạn. Đó, cái phần nghệ còn lại là mình cho chân gà vào nè. Sau đó mình cũng sẽ bóp chân gà để cho cái nghệ tươi nó thấm vào chân gà. Thì lát chút xíu nữa mình hấp á thì chân gà nó có cái màu lên đẹp lắm các bạn. Và mình sẽ cho khoảng một muỗng dầu vào nữa nha các bạn. Dầu ăn á các bạn, mình cho vào thì để khi mà mình hấp cái chân gà nó sẽ không có bị khô, mà nó sẽ thơm và nó ngon hơn á các bạn. Rồi các bạn sẽ cho muối nè, các bạn trải đều vào cái nồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho một ít sả lên nha. Rồi mình sẽ cắt cái lá chanh vào luôn. Rồi cho quế cây vào luôn, các bạn bóp ra cho mình trải đều cho nó thơm nha. Rồi sau đó sắp chân gà vào nồi. Chân gà các bạn ướp qua với lại nghệ tươi các bạn ăn, thứ nhất là nó cũng tốt nữa mà nó có lên cái màu rất là đẹp luôn. Còn nếu mà nhà các bạn không có nghệ tươi, mình dùng bột nghệ cũng được các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sắp cái phần sả còn lại vào và mình sẽ cho luôn cái phần lá chanh còn lại vào. Và cho thêm một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng đường vào. Để khi mà mình hấp muối thì chân gà nó sẽ có cái vị ngọt, nó ngon hơn các bạn. Mình cho thêm 3 muỗng nước lọc vào để hấp nha các bạn. Cái nước muối chấm hải sản á các bạn, mình sẽ pha thêm với lại một trái tắc á các bạn, thì nó sẽ làm loãng cái phần muối này ra nè, và mình chấm chân gà thì nó sẽ ngon hơn. Tắc mình cho vào xong rồi, các bạn cắt thêm một ít lá chanh để vào nha, để cho tăng thêm cái mùi thơm của nước chấm. Các bạn muốn ăn cay hơn thì mình sẽ cho một ít lát ớt vào nha. Thời gian mình hấp chân gà là khoảng 20 phút. Cứ mỗi 10 phút là các bạn mở nắp vung ra các bạn, để cho nó xả bớt cái phần khí nha. Chân gà mình hấp được khoảng 20 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho một ít ớt vào để nó có vị thơm nha. Rồi chân gà mình hấp xong rồi nè các bạn, có mùi rất là thơm luôn á các bạn. Nghe cái mùi quế cây rất là thơm, cộng với lại mùi lá xa, xả và chanh đó các bạn, là tạo nên một món chân gà là thơm ngon cực kỳ luôn. Bây giờ là mình sẽ cho ra cái đĩa này các bạn, sau đó mình ăn thử nha. Đây, để mình lấy một chân mình chấm thử với nước chấm hải sản nha. Cái chân gà rút xương á các bạn, mình ăn ấy thì nó ngon hơn. Với lại là khi mà mình rút hết xương như thế này, mình ăn rất là tiện lợi luôn. Rất là ngon luôn các bạn. Chân gà là mình ăn á các bạn, nó giòn giòn, nó giòn và nó ngọt nữa nha các bạn. Và thơm mùi xả, mùi quế cây nữa. Và cái chân gà này á,
mình hấp muối á, mình ăn không có bị dai nha các bạn, mà nó rất là giòn luôn á. Món chân gà nướng sa tế chấm muối ớt á các bạn. Món này rất là ngon luôn nè các bạn. Bây giờ mình cùng vào bếp nha. Để làm món này thì hôm nay mình đã chuẩn bị 1 kg chân gà nè các bạn. Chân gà này mình đã rửa sạch và mình luộc qua với lại xả cho nó thơm á các bạn. Chân gà này thì mình mua ở trong siêu thị cho nên là nó không có được mập lắm á các bạn. Tuy nhiên thì nó rất là hợp vệ sinh luôn. Và nó đảm bảo cái tính là an toàn thực phẩm á các bạn. Và đây là gia vị mình đã chuẩn bị sẵn để làm món chân gà nướng sa tế nha các bạn. Đầu tiên là mình có là muối ớt bột á các bạn. Và mình có là sa tế nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ có là tiêu và bột ngọt á các bạn. Và mình có là nghệ nè. Muối này là muối ớt á các bạn. Và đường ha, và một ít tương ớt và tỏi băm á các bạn. Gia vị thì tùy theo các bạn, nếu các bạn nào mà ăn cay thì mình có thể cho thêm nhiều ớt hơn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ ướp chân gà nha các bạn. Mình cho muối ớt vào nè các bạn. Muối này là muối ớt người ta làm bằng ớt, người ta làm bằng cái muối hạt á các bạn. Và cái này tiếp theo là mình sẽ có là muối ớt bột này các bạn, cho nó dễ thấm vào chân gà các bạn. Sau đó mình cho hết tất cả các gia vị này mình chuẩn bị sẵn vào luôn. Đường thì tùy theo các bạn ưa ngọt thì mình có thể cho nhiều hơn hoặc là ít hơn. Món này các bạn có thể là mình sẽ nướng bằng than cũng được, hoặc là nếu mà các bạn nào mà ở chung cư nhà mình á thì mình sẽ không có dùng than mà mình sẽ dùng là lò nướng, hoặc là các bạn có thể để vào cái lò chiên không dầu các bạn thì nó cũng rất là ngon luôn nha các bạn. Đó, sau khi mà mình cho hết các gia vị mình đã chuẩn bị sẵn vào các bạn, sau đó mình sẽ trộn đều chân gà để cho cái phần gia vị nó thấm vào chân gà, rồi sau đó mình mang đi mình để khoảng chừng 15 đến 20 phút cho các bạn cho nó thấm hết ha, rồi sau đó mình mới mang vào mình nướng các bạn. Cái này mình mới có vừa trộn gia vị mà có mùi rất là thơm luôn các bạn, rất là thèm luôn nè. Mình nướng lên nó thì sau đó thì mình sẽ ăn lai rai là ngon lắm nha. Hoặc là các bạn nào mà mình không có thời gian á các bạn, như hôm nay nè thì mình làm hết 1 kg chân gà nè. Tuy nhiên thì mình sẽ không có nướng hết đâu các bạn. Tức là mình làm xong mình ướp như thế này nè, sau đó thì mình sẽ để trong cái ngăn đông tủ lạnh đó các bạn, thì mình sẽ sử dụng lâu hơn. Mình sẽ chia ra từng bịch nhỏ, thì nhiều khi mình muốn ăn thì mình có thể mang ra mình nướng thôi. Đây, chân gà là mình ướp được 20 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào cái đĩa nha. Tiếp theo thì mình sẽ để vào lò nướng. Tại vì nhà mình là không có nướng than, mình cũng nướng bằng cái lò nướng đó các bạn. Các bạn là mình lưu ý là khi mà mình ướp chân gà, các bạn mình cho cái bột nghệ như mình hồi lúc nãy mình cho vào á, là chân gà nó sẽ có cái màu rất là đẹp luôn nè các bạn. Mà nghệ thì ăn cũng rất là tốt đó các bạn. Có một số ở quán ăn thì người ta thường hay là sử dụng cái hạt điều để mà làm màu các bạn. Tuy nhiên thì do là mình làm mình ăn trong nhà cho nên mình sử dụng cái bột nghệ thì nó sẽ tốt hơn là hạt điều. Đó, như mình thì mình sắp ra cái đĩa như thế này nè các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nướng 1 đĩa thôi. Sau đó thì phần còn lại mình sẽ cất trong ngăn đông nè. Để rồi khi nào mà mình thèm thì mình cứ mang ra mình nướng mình ăn thôi các bạn. Tại vì mình cũng văn phòng á, mình đi làm suốt ngày thì mình cũng không có thời gian mà mỗi lần mình muốn ăn á, thì mình đem ra mình làm á, thì nó cũng hơi mất thời gian các bạn. Cho nên mình cứ thế mà mình làm như thế này thôi. Rồi mình sẽ cho chân gà vào cái lò nướng nè. Mình sẽ để nhiệt độ là ở khoảng là 180 đến 200 độ C các bạn. Sau đó thì mình sẽ nướng, và cái lò nó tiện lợi cái mà các bạn có thể nhìn thấy nếu mà nó vàng và nó thơm rồi á thì mình có thể là trở qua một trở bề qua, sau đó thì mình nướng thêm á các bạn. Nếu các bạn nào mà mình sử dụng nồi chiên không dầu á thì mình có thể là nướng khoảng 8 đến 10 phút là mình đã sử dụng được rồi các bạn. Đây là cái mạt chân gà nè, mình đã nướng xong rồi nè các bạn. Thơm lắm luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy một chân gà ra mình chấm với lại cái muối ớt này nè các bạn. Muối này là muối
muối ớt hải sản các bạn, thì muối rất là ngon luôn. Các bạn có thể tự làm cũng được, hoặc là cái này thì mình mua ở siêu thị luôn á các bạn. Nên là nước chấm hải sản này ngon lắm nha, ăn nhức nách luôn á các bạn. Chân gà rất là thấm luôn nè, thơm nè, cay cay nè. Chấm với lại nước chấm hải sản thì chua chua nữa, rất là ngon luôn. Nấu món là chân gà sốt me nè các bạn. Món này thì mình làm đơn giản thôi, cũng như là món ăn cấp tốc á các bạn. Chân gà thì mình có sẵn trong tủ lạnh rồi, bây giờ mình luộc lên, sau đó thì mình sẽ xào qua với lại nước sốt me và tỏi với bơ nha các bạn. Mình phi cho tỏi nó vàng, nó thơm lên đó các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho ít ớt cũng như là tương ớt và cái sốt me vào. Mình làm cái nước sốt trước. Món chân gà sốt me này các bạn, mình làm chỉ mất là khoảng 10 phút thôi. Mà mình có một món lai rai. Và món này thì cũng là món nhậu ăn rất là ngon đó các bạn. Mồi rất là bén luôn. Về cái phần nước sốt đó các bạn, ở nhà mình có cái gia vị nào thì mình cứ nêm thôi. Các bạn có thể dùng tương ớt hoặc là các bạn dùng ớt bằm cũng được các bạn. Ngoài ra đó thì cái phần nước sốt me này mình có cái chai sốt me làm sẵn á, thì mình để vào nó rất là tiện mà đỡ mất thời gian nữa. Hoặc là nếu các bạn không có cái nước sốt me như mình á, thì mình sẽ lấy me vàng á các bạn ngâm lấy nước cũng được. Sau đó mình làm nước sốt. Nước sốt nó sánh nó kẹo lại rồi, các bạn cho cái chân gà đã luộc sẵn vào nha các bạn. Sau đó mình sẽ đảo đều để cho thấm gia vị khoảng 5 phút các bạn. Các bạn xào khoảng 5 phút, sau đó thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Khi mà mình xào lâu quá đó thì chân gà nó cũng dễ bị bủng lắm á các bạn. Cái nước sốt me của nhà mình đó các bạn là đã có nêm gia vị sẵn rồi, cho nên là khi mà mình xào cái chân gà này nè thì mình không cần nêm lại gia vị. Tuy nhiên thì nếu các bạn nào mà muốn ăn đậm gia vị đó thì mình có thể là nêm nếm cho nó hợp với khẩu vị nhà mình đó các bạn. Như nhà mình thì ăn hơi ngọt đó các bạn, cho nên là mình sẽ cho một ít đường vào nha các bạn, để cho nó ngọt ngọt và cái vị nước sốt me nó không quá chua đó các bạn, thì làm cho cái món ăn của mình nó sẽ ngon hơn. Chân gà chiên nước mắm ớt tỏi. Món này thì làm cũng hết sức đơn giản, chỉ vài công đoạn thôi là mình đã có một cái dĩa chân gà, giúp cho gia đình mình có một cái món ăn vặt, hoặc là mình sẽ nhâm nhi vài lon bia các bạn. Bây giờ mình cùng vào bếp nha. Nguyên liệu để làm món này thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn như sau. Hôm nay là mình sẽ có là nửa ký chân gà nha các bạn. Chân gà thì mình đã là rửa sạch nè các bạn, và mình ngâm với nước muối rồi. Và mình có là 100g là bột năng và tỏi, ớt cũng như là sả để mà mình luộc chân gà cho nó thơm á các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi, sau đó mình cho cái phần chân gà của mình vào nha. Các bạn sẽ cho thêm một ít sả vào để cho giúp cho chân gà có mùi thơm á các bạn. Và sau đó thì mình sẽ luộc chân gà trong khoảng là 5 phút nha các bạn. Chân gà mình đã luộc được 5 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt ra và để ráo nước nha các bạn. Trong thời gian mình để chân gà ráo nước thì mình sẽ làm nước sốt nha. Mình cho 2 muỗng canh nước mắm vào nha. Và 1 muỗng hạt nêm. 2 muỗng canh đường và 1 ít tiêu nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho 2 muỗng tương ớt, hoặc nếu các bạn nào có gói tương ớt như mình thì để vào luôn nha. Rồi sau đó mình sẽ khuấy cái hỗn hợp này cho tan ra nha các bạn. Tiếp theo cho 20ml nước vào. Chân gà ráo nước rồi thì mình sẽ cho vào cái thau như thế này nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho bột năng đã chuẩn bị sẵn vào để mình trộn chân gà. Các bạn có thể thay thế bột năng thành bột chiên giòn cũng được nha.
Rồi sau đó mình sẽ bắt một cái chảo dầu lên để mình chiên chân gà. Dầu nóng lên mình cho chân gà vào để chiên. Khi chiên chân gà các bạn đừng để lửa quá lớn nha, vì khi mình để lửa lớn thì chân gà nó chưa có được giòn mà nó dễ bị cháy á các bạn. Món này các bạn đơn giản dễ làm á, bạn nào cũng có thể thành công. Chân gà chiên nước mắm á các bạn, món này thì ăn rất là ngon và là mồi nhão rất là bén luôn á các bạn. Món này các bạn mình làm ở nhà thì ăn rất là hợp vệ sinh, đảm bảo chất lượng nữa. Chân gà đó thì mình mua ở siêu thị là khoảng là 500 gram là 30 ngàn thôi các bạn. Sau đó mình thêm ít gia vị nữa là mình có một cái món ăn rất là ngon. Chân gà vàng rồi thì mình sẽ vớt ra và mình chiên tiếp cái phần còn lại nha các bạn. Chân gà đó các bạn mình đừng có chiên quá vàng các bạn, tại vì lát nữa khi mà mình làm cái nước sốt để mà mình chiên nước mắm thì nó sẽ vàng hơn nữa, cho nên là mình chiên cỡ vừa vàng tới là mình vớt ra được rồi các bạn. Sau khi mình chiên xong rồi thì mình sẽ cho 2 muỗng dầu vào cái chảo nè, sau đó mình cho tỏi và ớt vào để mình phi thơm mình chiên chân gà nha. Tỏi và ớt đã ngả sang màu vàng rồi thì mình sẽ cho cái phần nước sốt vào luôn nha. Xem video nếu các bạn yêu thích thì các bạn cho mình một like nha. Và nếu các bạn thấy video này hay, các bạn đăng ký ủng hộ kênh của mình để mình có động lực ra những video tiếp theo. Nước sốt này các bạn mình nấu cho nó sánh nó kẹo lại, sau đó thì mình cho chân gà vào. Nước sốt này là đúng là như nước sốt thần thánh đó các bạn. Mình thấy là khi mà những cái món ăn mà mình chiên xào mình làm ở công thức nước sốt như thế này thì rất là ngon. Mình cho chân gà vào rồi mình sẽ đảo đều tay nha các bạn, để cho tỏi và ớt nó thấm hết vào chân gà rồi. Và lưu ý là khi mà mình này nè, mình phải để lửa ở mức là khoảng 4 năm thôi các bạn, để tránh cái trường hợp là lửa quá lớn thì nó sẽ dễ bị cháy khúc này các bạn. Các bạn nhìn thấy là tỏi ớt nó đã thấm hết vào chân gà luôn rồi nè. Mình thấy chân gà là có màu vàng rất là đẹp và có mùi thơm nè, nhìn rất là hấp dẫn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chân gà này ra cái đĩa và mình dùng thôi. Wow, cái đĩa chân gà nhìn hấp dẫn không các bạn? Bây giờ là mình sẽ ăn thử một miếng thử coi thử là chân gà mình hôm nay mình làm là có ngon và vừa miệng không nha. Mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Hôm nay mình sẽ ăn chân gà chấm với lại là muối ớt đỏ nè các bạn. Muối này cũng rất là ngon các bạn. Chân gà các bạn ăn giòn lắm luôn á. Cái gân của chân gà đó nó sừng sực đó. Cộng với cái vị muối mà muối chanh này nè, mình ăn vô là rất là ngon luôn. Món chân gà các bạn rất là hot nha. Mình thấy cái tiệm nào mà có chân gà là mình thấy rất là đông luôn. Mà mỗi lần mà mình đi những cái quán ăn á, những quán nhậu rồi là cái món này là mình thấy là mọi người hay kêu. Chân gà ngâm xả tắc, làm sao để chân gà giòn trắng và thơm ngon. Vậy thì bây giờ mình cùng vào bếp để xem cách làm món này như thế nào nha. Để làm món chân gà này thì mình đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu như sau. Đầu tiên là mình có 1 kg chân gà. Chân gà này thì mình đã rửa sạch và mình luộc qua rồi nè các bạn. Trong cái video lần trước mình có hướng dẫn luộc chân gà sao mà để cho trắng và giòn các bạn. Các bạn có thể xem cái video trước của mình nha. Có chuẩn bị là 40 trái tắc. Tắc thì mình sẽ cắt bỏ hột hết nha các bạn, để không bị đắng. Và 300g sả. Sả này thì mình cắt lát mỏng như thế này nè các bạn, để ngâm với 1 kg chân gà này. Thì mình cũng nấu nước mắm đường để ngâm nha các bạn. Cái tỷ lệ thì là mình sẽ có là 1,2 lít nước nè và 200ml nước mắm, 500g đường thì mình sẽ nấu qua như thế này nè các bạn. Nồi nước này thì mình nấu là đường nó tan hết rồi mình vớt bọt, sau đó thì mình sẽ để nguội rồi mình ngâm nha các bạn. Lưu ý khi làm món này thì các bạn lúc mình cắt tắc các bạn thì các bạn phải lấy hết phần hột nha, không có để sót lại cái phần hột. Như vậy thì chân gà nó sẽ không có bị đắng và nó sẽ thơm ngon hơn.
nước mắm đường này nó nguội rồi nè các bạn. Mình sẽ chuẩn bị ba cái chai như thế này nè. Đã sau đó thì mình sẽ cứ sắp cái chân gà vào một lớp và mình cho xả tắc vào. Sau đó thì mình sẽ cho nước mắm đường vào. Các bạn nào mà muốn ăn cho có vị cay xíu thì các bạn có thể là sắc ớt để vào, hoặc là các bạn có thể để nguyên trái vào cũng được nha các bạn. Món này các bạn hầu hết là mình thấy mọi người ai cũng thích hết, ăn mãi cũng ghiền hoài luôn. Mình làm vào ba cái chai như thế này nè các bạn. Sau đó thì mình sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh. Mình sẽ ăn dần á các bạn. Sau khi mình ngâm thì tầm khoảng 24 tiếng hoặc là 36 tiếng là mình ăn được rồi. Và mình sẽ dùng trong vòng 5 ngày nha các bạn. Sau khi mình sắp vào ba cái chai này xong rồi, mình sẽ chế nước mắm đường vào nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ đậy kín nắp nha và mang vào để tủ lạnh luôn. Món này thì làm cũng hết sức đơn giản á các bạn, mà ăn thì rất là ngon. Có thể là mo dùng làm món ăn vặt, hoặc là các bạn nhậu thì có thể lấy ra lai rai cũng được á các bạn. Như vậy là video của mình đến đây cũng kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn yêu thích thì các bạn cho mình một like nha. Và nếu các bạn thấy video mình hay, các bạn đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.